Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Quý khách muốn xem thêm sản phẩm, quý khách hãy tìm kiếm kênh Đồ gỗ Hiền Lành ở trên YouTube. Thì quý khách hãy nhấn vào cái nút đăng ký màu đỏ để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh và sau khi quý khách đăng ký, quý khách hãy mở nút chuông thông báo để nhận các cái thông báo mới nhất từ kênh YouTube. Vào hôm nay ngày mùng 2 tháng 2 năm 2021, cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh tiếp tục làm video clip chia sẻ tới quý khách hàng về một bộ sản phẩm phòng khách. Đó là bộ bàn ghế bằng chất liệu gỗ mun đôi công. Bộ bàn ghế này có tên gọi đó là bộ bàn ghế Âu Á tay hộp trường voi, được làm 100% từ chất liệu gỗ mun đôi công rất nhiều người đã phản hồi cho chúng tôi. Các bác nên giới thiệu các cái sản phẩm về các cái bộ bàn ghế gỗ mun nơi công. Nó khác cái bộ bàn ghế chất liệu gỗ mun hoa da báo ở điểm nào? Thì hôm nay tôi có chia sẻ tới quý khách đó là bộ bàn ghế âu áo hộp, trương voi, vách trơn được chọn vân chọn gỗ và được làm từ chất liệu gỗ mun nơi công hay còn gọi là gỗ mun nhập khẩu từ Nam Phi. Thì gỗ mun Nam Phi hay còn gọi là gỗ mun nuôi công được nhập khẩu từ xuất xứ từ Nam Phi và so với mun sừng, mun hoa và mun sọc thì mun nuôi công nó có sẵn trên các cái thị trường đồ gỗ hơn, nó có nhiều hơn và các cái thớ gỗ mun bản to nó rộng hơn và nhiều hơn được sử dụng làm nội thất và các cái bộ bàn ghế cũng như các cái đồ dùng ở trong nhà với kích cỡ lớn hơn so với chất liệu gỗ môn hoa và môn sừng mùi gỗ của nó nhẹ và hương vị khô sớ gỗ thì to và thô và thường lấm chấm đó là bị nứt răm so với các cái loại môn giá tiền thì gỗ môn nuôi công nó có cái giá trị thấp nhất nó thuộc vào gỗ nhóm 1 thì vân gỗ xanh đen và sen kẽ đó là gỗ màu vàng có mắt vân gỗ mềm hơn và nhiều mùn hơn Tuy là môn Nam Phi nó kém hơn các cái loại chất liệu gỗ môn sừng, môn hoa da báo, môn của Lào. Nhưng nó vẫn là hàng cao cấp so với các cái dòng gỗ hương để đóng thành phẩm và các cái đồ gỗ có cái giá trị cao. Đó là về bản chất của gỗ môn nơi công cũng như là xuất xứ để cho quý khách hàng được biết thêm về các cái sản phẩm làm từ chất liệu gỗ môn nơi công. Và để làm được một bộ bàn ghế gỗ môn nơi công đến tay người tiêu dùng được đẹp nhất, bóng nhất và mịn nhất. Thì sau khi xong mộc, cơ sở đã tẩy axit đó là 6 lần để cho chất liệu gỗ nó trắng ra, còn ban đầu thì nó là chất liệu gỗ màu đen sì. Và sau khi tẩy rửa thì chúng ta sẽ rửa toàn bộ bằng nước và sau đó sẽ phơi khô. Toàn bộ được tẩy bằng axit loãng, axit sulfuric loãng trên bề mặt của gỗ để làm hiện các cái vân gỗ được tự nhiên nhất. Toàn bộ vân gỗ là vân tự nhiên, chưa can thiệp vẽ vân vì đây còn đang là hàng điểm mộc. Chúng tôi tẩy ra để cho quý khách nhìn các cái vân gỗ được rõ hơn. Gỗ môn nuôi công đặc điểm là rất nhiều vân và vân là vân tâm. Và cũng để được chọn một bộ bàn ghế đẹp như thế này. Chúng tôi cũng phải làm lên tới từ 5 tới 10 bộ thì mới chọn được một bộ đẹp như này rất là kỳ công và vất vả. Vì thế mà sản phẩm được chọn vân chọn gỗ khi đến tay người tiêu dùng, giá thành nó lên rất là cao. Tùy theo yêu cầu của quý khách. Và tôi cũng xin báo luôn kích thước của bộ bàn ghế này như sau. Ghế dài là dài 2m40, chiều sâu 61 và chiều cao là 1m10. Ghế đơn là dài 87, rộng 61, cũng cao 1m10 và chiếc bàn là chúng tôi làm kích thước 1m35 x 70 chiếc đôn con là 4 vuông 45 bàn trà là 70 x 40 toàn bộ ván mặt là chúng tôi làm dày 2 phân cũng như ván vách và khuôn là chúng tôi làm dày 3 phân được chọn vân chọn gỗ rất là đều đẹp và các cái mắt vân là xoáy tròn rất rất đẹp Đây là đơn đặt hàng, hàng tới từ gia đình anh Hùng Anh tại Hưng Yên Anh ở Phong Quang Phục Cử Hưng Yên Anh đã đặt hàng online trong cái thời gian vừa qua Thì hôm nay chúng tôi có tải axit ra Chúng tôi sẽ quay lại cái video clip một lượt Để giới thiệu tới gia đình Cũng như tới tất cả quý khách hàng đang theo dõi các sản phẩm bộ bàn ghế bằng gỗ mun nuôi công Và trong video clip trước tôi có giới thiệu một bộ khi hoàn thiện xong và cũng đánh giá luôn các cái ưu nhược điểm của về chất gỗ môn công quý khách có nhu cầu làm về bộ bàn ghế như này quý khách hãy liên hệ trực tiếp qua hotline 0986 3349 hoặc 0985 226684. chúng tôi là ngày La Xuyên xã Yên Ninh huyện Ý Yên tỉnh Nam Định tôi quay rất chi tiết từ đằng trước ra đằng sau cho quý vị xem toàn bộ là vân thật cam kết không vẽ vân không bán vân vì đây là bản chất tự nhiên của dòng chất liệu gỗ mun hay công khi tải axit ra thì phân nó mới hiện rõ hơn và nếu cơ sở nào mà bỏ đi các cái quy trình tải axit này thì hàng nó sẽ không được đẹp và đủ nước thì nó sẽ bóng nhất và mịn nhất toàn bộ cột là cột 10 và hiện nay chúng tôi đã nhận được đơn hàng đó là làm bộ bàn ghế như này nhưng bằng cột 12 dài 2m55 theo như yêu cầu của khách hàng tại Hà Nam thì trong thời gian ngắn nhất chúng tôi sẽ bàn giao tới gia đình cảm ơn tất cả quý khách hàng đã quan tâm và theo dõi và đặt hàng online các cái bộ sản phẩm phòng khách cũng như các cái bộ phòng thờ như hoành phi câu đối cửa võng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cơ sở đồ gỗ online trong cái thời gian vừa qua cơ sở sẽ chia sẻ tới tất cả quý khách hàng tất cả các quy trình làm về các cái sản phẩm. Đồ gỗ phòng khách, đồ gỗ phòng thờ. Đây là bộ bàn ghế đang còn để mộc, bộ 6 món vừa được tẩy axit và rửa nước, chúng tôi còn đang phơi khô. Để cho ráo nước xuống thì các cái vân gỗ được hiện ra rất là đẹp. Toàn bộ trương voi và các cái phần vách là chúng tôi để trơn không đục. Trước đây tôi đã làm rất nhiều các cái bộ đục ở vách tứ bình hay là vách oval cũng bằng chất liệu gỗ môn nuôi công. Quý khách có thể truy cập trang chủ YouTube để xem thêm. Và quý khách có nhu cầu mua sắm về bộ bàn ghế y chang như thế này, quý khách cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo 0986 883349. Chúng tôi sẽ báo giá cụ thể cho quý khách. Và video này cũng giúp được quý khách phần nào hiểu được về chất liệu gỗ môn nuôi công khác với chất liệu gỗ môn hoa da báo. Và nhiều nơi còn gọi đây là môn hoa của Nam Phi. môn hoa của Nam Phi hay còn gọi gỗ môn nuôi công và hay còn gọi là môn Nam Phi nó có 3 tên gọi khác với môn hoa của Lào Cảm ơn tất cả quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo Xin cảm ơn